Mua quần áo, giày dép, thắt lưng thì mình cũng hay mua ở outlet nha. Đây là cái outlet nằm ở Makuhari Chiba nha mọi người nhé. Đồ đẹp rất là nhiều luôn, giảm toàn 50-70% thôi. Mình thì toàn mua đợi cái lúc mà Black Friday mình mới mua nhé. Rất là nhiều đồ đẹp luôn. Trả lời luôn câu hỏi của bạn thì bạn nói rất đúng. Thì ở outlet đa phần là bán đồ lỗi mốt hoặc là lỗi mốt người tiêu dùng hoặc lỗi sử dụng đúng không? Nhưng mà thật sự đây mình cũng sử dụng rất là nhiều luôn. Mình toàn mua ở outlet không à. Đó. Thì mình cũng không biết là nó có lỗi gì hay không. Tại vì thật sự mình không phải là một tín đồ kiểu như là fashion sauna gì đâu. Nhưng mà mình thích là mình mua thôi. Mua khá là nhiều luôn. Đây cái đôi mà hôm qua mình nói là Cohen. Cohen này mình mua. Cái đôi này có nặng 100g thôi. Đôi này siêu nhẹ luôn. Của Cohen nhé. Đó siêu nhẹ luôn. Mình dùng một vài lần thôi. Ở đây cao chi đúng không. Đây. Đôi này thì thật sự là phải khi nào mà đi họp cho con hoặc là đi gặp khách hàng các thứ thì thỉnh thoảng mình sử dụng thôi. Rất ít sử dụng luôn. Hầu như cái áo này ở trong cái video mà mình còn quay lên đó. Bạn thấy không? Đây, trong cái video mình quay lên của cái mùa năm ngoái đó. Ok chưa? Mình mua thì nó của Adidas mà mình thấy nó cũng chỉ có 6-7 cent thôi. À, đồ trên người mình vậy thôi. Đây, mình mua đồ sale của Zara 500 yên. Cái áo này có 500 yên rồi bạn. Đây, cái quần là 900 yên. Mình cứ thấy nói chung là hợp với mình là mình mua thôi.